Hậu Giang kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con gần xa. Thưa bà con, hôm nay là anh em Hậu Giang đi trên đường thì vô tình phát hiện ông bà cụ là không biết nhà cửa như thế nào mà sao mà ngủ ngoài lề đường gì nè cô chú anh chị. Cặp cái nhà của bà con ở đây nè. Tội nghiệp quá trời gì nè. Trời ơi, mưa gió gì. Dạ, con chào chú. Con chào cô. Dạ. Ủa sao mình không về nhà mà nằm ở đây? Chú ngồi xích vô đó đi chú. Chú ngồi sát vô đó đi chú. Đặng chú nói chuyện cho cô. Dạ. Ngồi gần vô chút. Ngồi gần con chút đi chú. Ok. Dạ. Bỏ bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ơi, nhà cửa của chú ở đâu mà sao mà ngủ ở đây? Cái để nó nói không có được. Dạ, chú nói đi chú. Chợ phường 8 á. Rồi có nhà đó. Rồi người cậu ổng cho người ta mướn rồi. Rồi hai vợ chồng bắt đầu ổng không cho ở. Tức là cái nhà đó của ai? Của đứa em vợ. Dạ. Nó ở nước ngoài bên. Dạ. Pháp á. Dạ. Rồi nó cho ở mà nó không có đuổi, mà cái ông đó ổng người Dương. Dạ. Ổng không cho hai vợ chồng ở. Rồi đi mướn nhà thì ở. Rồi ổng nói là không cho ở nữa. Trời, không cho ở nữa hả? Ờ, mà con nhỏ đó nó không hay. Cô chú là đi sống ở ngoài đường gì là bao lâu rồi? À, là cũng mấy, cũng tháng ngoài 2 tháng rồi. Là ngủ ở ngoài vỉa hè gì không hả cô chú? Ừ, rồi đâu có. Rồi cô bị bệnh gì vậy chú? Tai biến, đi không được. Tai biến hả chú? À. Nằm ở ngoài đây. Rồi. Mưa gió rồi sao? Thì cũng ráng che vậy. Chú có con cái gì không? Không. Hai vợ chồng đó giờ không có con cái luôn? Không có. Không có con cái nào hết trơn. Rồi dòng họ bà con được không? Ở Kiên Giang. Sao mình không về nhà? Kiên Giang thì không có cái đi mà về thì người ta lấy đất rồi. Đó. Cái người anh ba ảnh lấy cái nền nhà lại hết rồi. Có nghĩa là chú là không có đất, có nhà mà chú là chỉ có ở đậu ở tạm thôi. Không, có đất được 2 công. Dạ. Cất cái nhà đàng hoàng. Dạ. Rồi khúc mà gặp chế nó, rồi nó hô về Cà Mau là gặp vợ của chú phải không? Ờ. Dạ, chú chia sẻ cho cụ thể để cho khán giả hiểu. Rồi mới về Cà Mau đặng mình dễ sống hơn. Kiên Giang thì khó sống. Dạ. Bán vé số cũng không được đó. Rồi bắt đầu nó kêu thôi mình, vợ chồng mình về đây mình đậu bánh khọt á, bánh da lợn đâu chợ phường 8 rồi ai mà không biết. Hai cái công đất đó đâu? Người ta lấy rồi. Ai lấy? Sao đất của chú mà người khác lấy được? Thì cái người con cậu. Con không hiểu cái chuyện này nhưng luôn. Mà đất đó là giấy tờ ai đứng tên? Cái bà già đứng tên mà bà già chết rồi. Rồi ổng mới lấy. Ổng đổi hai vợ chồng. Đó, rồi mình bắt đầu hai vợ chồng thôi. Kệ. Đi về Cà Mau sống đi. Vợ kêu thôi về hai chồng về Cà Mau mình sống. Hồi trước giờ là cô với chú là không có đứa con nào trơn hả? Không.
không có. Thôi bây giờ cái chuyện mà đắp cát á, dạ, thì bỏ qua đi. Dạ. Bây giờ hiện tại cái cuộc sống của cô chú bây giờ làm cái gì để mà kiếm thu nhập chú hiện giờ nè? Bán vé số. À, đẩy. Nó có xe đó, người ta cho. Rồi là cô bị tai biến gì giờ để cô lên xe rồi đẩy đi. Đẩy đi bán. Có mình có đưa cô đi bệnh viện chưa chú? Chưa, mình không có khả năng. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Tuổi con cọp. Cọp 47 hả? Năm mốt. Cọp 51. Làm như cô bị khó nói hả chú? Nói không có được. Tai biến ha? Dạ. Dạ. Nói không có. Chưa có đi khám mà đi bệnh viện luôn. Không. Bởi vì không, nói nào ngay không có tiền. Sao mình không liên hệ cho cái người cháu của chú là ở bên Pháp đó? Nó điện đó mà nó không ngó ngàng. Chứ em á. Rồi mình thôi, vợ chồng mà. Ráng bán vé số. Cũng mua thuốc rồi đi chích thuốc rồi cho vợ chứ mình đâu có biết gì. Là chú điện cái người bên Pháp, chú có điện được không? Không, nó không có điện được. Ừ, vậy là chú nói chú điện ai mà họ điện không được? Cái kêu người cậu điện. À. Người cậu đó mà ổng không có điện. Ừ, tức là vậy là người cậu đó đã đuổi chú với cô đi rồi. À, đúng rồi. Ừ, nếu như mà người ta đuổi đi rồi dễ gì người ta điện liên lạc với bên Pháp được. Đúng rồi. Ừ, ta không có điện cho chú đâu. Đúng rồi. Bởi vì thì mình gắng hay vợ chồng cũng gắng lấy giấy số mà đẩy đi bán. Dạ. Một ngày cô chú bán được bao nhiêu tờ? Được bữa thì được 30. Có tiền á lấy được 30. Còn bữa nào còn có tiền nhiều thì mình lấy được 40. Rồi cứ khi người ta cho thêm 2 tờ. Cho thêm 2 tờ. Cho 40 thêm 40 tờ thì lại được 40.000. Rồi tiền ăn uống nữa. Ăn uống thì hai chồng mua cơm phần á. Không, cơm phần ăn mình đâu có chỗ nấu đâu. Rồi hai chồng ra ăn thôi, chứ biết làm sao giờ. Ai cho chú cái niệm này để cho cô làm gì? Chị. Bà chị. Con ở xóm Ghiền này hả? Chị bên dạ. Đây. Hàng xóm ở đây. Vậy là cô với chú là che cái miếng bạc ở đây, là ngủ ở đây là mấy đêm rồi? Bốn đêm hả? Bốn đêm rồi. Dạ. Rồi lúc hổm là cô chú ngủ ở đâu? Đi lang thang. Ngủ. Cái quán đây nè. Quán nhậu ngoài kia ha? Không, cái quán cà phê đây nè, quán giọng. Dạ. Rồi. Rồi mưa gió rồi sao cô với chú? Thì ráng vậy thì có khi ngủ ngồi. Ngủ ngồi luôn hả? Nó dựa lên. Là mưa ướt quá thì ngủ ngồi luôn. Bây giờ mà hai vợ chồng mà bán có 40-50 tờ mà đâu có thuê nhà trọ nổi. Bả vậy. Chú không. Là mấy mươi tuổi rồi chú? 50 tự hại, 54 rồi. Heo. Cô là một cái tay một bên là bị một cái giò với cái tay luôn cái gì chú? Tay với giò. Là liệt nửa bên người. Đúng rồi. Tàu dữ vậy nè trời. Đó, ăn cơm thì chú đút. Dạ. Rồi tắm rửa rồi cô rồi. Chú sao? Tắm ở đâu? Chú thì xin nước bên mấy chị bên đây nè. Rồi tắm, rồi thay đồ cho nó. Rồi, tắm rồi thay đồ ngay chỗ này luôn. Vậy chứ, mình đâu có đường nào đâu. Cô bây giờ là có như là vợ của chú không có tự mà vệ sinh đồ này kia là được, là chú phải làm tất cả. Đúng. Dạ. Ở đây ai cũng biết. Rồi lao mình sáng đi bán vé số thì rửa mình cho nó, tắm cho sạch, để nó lên xe, bắt đầu mình đẩy đi.
mình mới đi bán. Chứ để thôi, hôi quá người ta đâu có ấy được. Dạ. Ờ. Tụi nghiệp hai ông bà không có con cái quê gì. Quê gốc chú là ở đâu? Kiên Giang. Rồi quê cô? Cà Mau nè. Quê cô Cà Mau rồi à, bà con dòng họ mình đâu cô? Nó sao không có mà được? Có mà nhận. Người ta không có nhận đó. À, tức là bỏ luôn không nhận. Ờ bỏ luôn. Mình có liên lạc không mà người ta không nhận? Không, kế bên nè mà người ta không cho vô nhà. Trời ơi. Về bên ống luôn. Hả? Cô về con. Bên này lắm không luôn. Dạ. Không cho vô nhà. Cô cái lử của cô bị đớ cái lử á. Đớ. Nửa thân mình luôn mà. Nó nằm biết rồi nó đi hai bên luôn. Dạ. Bị lở lét đó ha. Cái giò nó muốn bị ăn vô thịt con ngay mắt cá. Cùi nó bung dữ luôn. Cùi luôn hả? Cái thịt này nó cá luôn mày. Cái hỏi cô chia sẻ là thêm cô hai vợ chồng bà này nè cứu giúp nó giúp đưa qua đây nè đưa dạ. Bà nói chuyện đi. Ừ tôi thì bà ở đây nè. Rồi cô đứng đây đi cô đứng đây đi cô. Cô nói thêm cho khách rồi ở đây là cũng nhờ mấy cô hả? Tụ nghiệp nó kệ giá cứu giúp cho tại vì bà mà vậy đó rồi mấy em cũng giúp đỡ bà đi chung cái này cô. Tôi với bà làm phước đấy. Dạ đúng rồi cô. Ngồi xuống đây đi cô, ngồi xuống đây đi cô. Ở trời cái giò tôi ngồi một phần. Dạ đứng đi, đứng đi. Ờ khớp à. Cô cũng bị nè. Ừ, cái lúc đó thì sao mà cô gặp cô với chú này hay cô đứng gần vô? Tại vì ổng bán giấy số em biết không, ổng lủi như nhà chị á. Dạ. Rồi chị mới thấy mắc mưa quá chị đậy lại rồi chị có khóc nữa, chị khóc quá trời luôn rồi bắt đầu cái chích có mũi thuốc con bác sĩ thà đằng này nè, cái bắt đầu hai người ghé đây. Ghé đây ở đây luôn. Dạ. Đã lâu vô đây chứ ở đỡ. Chứ giờ ở gần nhà tôi thì đâu có được. Nha có em bé nữa không ở được. Cái lại đây ở luôn. Dạ. Rồi. Cũng như là cô với chú này á là khi lại đây là cũng nhờ bà con sống giền mình đây. Ờ sống giền cũng giúp đỡ tắm rửa để giùm kia nọ. Cô tắm rửa giùm luôn hả? Ờ tắm mà. Dạ. Rồi ổng lại đằng này thì ổng tắm ơn ổng. Này có tắm đâu ngồi lại giờ có tắm đâu. Vậy hả? Lấy nước tắm cho bả đi không chịu. Tắm. Có bà nhà bà này thì bà này có xin là bà ấy nước ra mà múc bà dội giùm bà tắm giùm. Tôi tắm giùm cho ăn đút cho ăn rồi con nhỏ con gái tôi nãy đó thì cũng cho ăn đem sữa ra cho uống. Vậy là cơm nước ở gần đây thì ừ. Cô ai đem lại cho. Ừ. Cho ăn ai có gì dạ. Ai cũng cho hết trơn á. Cũng gần vô chút ai cũng thương cũng cho. Dạ. Dạ ta cho tiền nữa, ta cho lần 20-30. Dạ. Không có cho. Chứ không bán giấy số làm sao ăn đủ, đâu có đủ đâu em là ơi. Giống như cô là bị nửa người luôn à. Ừ. Nửa người mà giờ mà không thành nguyên người luôn chứ đừng có nữa. Cô nãy cô nói bị rùi bu là sao cô? Cái mắt cá. Cá. Nó nằm cái nằm như bị thúi thịt đó. Thúi rồi. Cái rùi nó bu nhóc, mình muốn ăn lỡ. Chết rồi. Làm như thịt nó bị thúi á. Hồi hổm á tôi mới qua bên cậu á, tù cậu á. Là mượn cái giấy hộ khẩu đi làm cái cho bà cái giấy chứng minh đặng cho bà mướn trọ mà bà không có ai cho mướn hết trơn em biết không, thấy hoàn cảnh phải gì không ai cho mướn hết, tức là mướn trọ không ai cho hết. Ừ, không ai cho hết, ta đuổi ta không cho. Bây giờ nếu mà mướn trọ cũng không cho luôn. Ờ không cho luôn là không có giấy tờ hay sao? Không có giấy tờ thân, không có giấy tờ với lại nếu mà có thì giờ em không có bảo hiểm có cho nữa, cho nó mướn ảo đỡ chứ sao vậy, nhưng mà giấy tờ ta không đem về. Dạ. Bây giờ là đứng gần đây vô đang chút cô, hai cô đứng gần nhau á. Bây giờ là vô cái tháng mùa mưa rồi mà trong khi là cô bệnh như thế này về mà phải nằm ngoài trời như vậy rồi mưa tạt như vậy cũng thấy rất là sót luôn. Em biết không, ở đây thì vườn 8 mà bà ở bên kia khóm 8. Bằng ngày là chú đi bán để cô trên chiếc xe lăn này đó hả mấy cô? Ừ, bán trên đó đó, xe lăn. Dạ. Để lên xe lăn này rồi đẩy đi. Để đi. Dạ. Để người ta mua 3 2 tờ ta cho 50 cũng như 30 vậy đó tận mới có đủ ăn chứ đâu có đủ ăn. Dạ. Ồ, thấy thương quá trời luôn à. Bây giờ cô là hết cử động được hả? Bả đút ăn luôn, bả không cử động được luôn, bả nằm. Nói chuyện đâu có được. Nói chuyện nghe không được luôn. Nghe khó. Rồi tối ngủ rồi nè, mưa này tạt vô. Trời ơi, hôm qua ướt trơn miếng nệm, cái hên theo ông nội này giục miếng nệm, tôi xin ginh vô đây cho miếng nệm mới nằm đó. Dạ. Tôi cho miếng nệm này giục rồi đó.
bây giờ trời mưa che gì đâu có kính được đâu, cái này mày giải như là cao su, giải rồi miếng cao su nặng trên đó che trời ướt hết trơn gì đây nè, để cho dắt ra nắng nè, biết không, rồi miếng cao su rồi mà nãy mưa quá trời mưa xuống là nó thấm nó chảy xuống dưới hết à, đó nó chảy ướt nè, em gấp bên nó hết trơn cầu quá trời mưa gì vậy, xem nè mưa gió mà kiểu này ướt hết trơn, con thấy cái niệm mé đó là ướt hết trơn rồi đó. Dạ. Tại mình che không nó quá rồi. Cô đứng gần vô, hai cô đứng gần cô, tại con gắn mít đó cô. Mưa dạ. Lớn rồi đâu có mà nằm nêu này được, nó tạt vô. Tạt vô nó rồi hai chồng ngồi sát chứ hai chồng ngồi sát tường nè chứ sao vậy? Sát tường hai chồng ngồi kè lên sát tường ngồi nằm ngủ, ngủ ngồi. Ngủ ngồi hả? Ngủ ngồi hả chú? Ừ. Ngủ ngồi chứ không biết sao giờ. Là một mình chú làm hết. Mua bánh hả? Thế tàu quá trời cô chú anh chị ơi. Xuống đi cô ngồi đi cô ngồi đi cô ngồi đã hết đi cô. Mà ngồi không có được. Tại vì mà cũng bệnh luôn. Dạ dạ dạ. Thôi vậy con ra gắn mít, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Dạ. Bây giờ cũng tối rồi, chiều rồi chú ăn cơm chưa? Cô chú ăn cơm chưa? Mới. Đứa em nó mua cơm về. Lúc cho nó ăn rồi đó. Chú ăn chưa? Cũng ăn rồi, nó mua cho hai hộp. Dạ. Người hộp à. Hai chồng cũng bà con ở đây cũng giúp cho cô chú nhiều à, cũng cảm ơn à, người ta thương tình mình từ hồi đó giờ mình không có bậy bạ. Dạ. Rồi với mình đi mua bán vậy thôi, mình thấy khổ á, rồi người ta mới đem cơm lại cho là vợ chồng rồi mới vậy chứ đâu có ai mà giúp đỡ. Dạ. Dòng họ ruột cũng kế bên đó, mấy cậu đồ này kia kia anh em đồ cũng vậy mà người ta đâu có giúp cho mình. Nói gần luôn mà không ai giúp hết. Không ai giúp. Rồi tự biên, tự diễn. Đẩy vợ đi bán vé số. Cũng mua cơm mua gì hai chồng ăn. Nó thèm gì thì mình mua cái nấy. Dạ. Cô với chú là lấy nhau được bao lâu rồi? Ừ, 22 năm. 22 năm mà không có một người con nào hết. Không có. Dạ. Chú cô là bị bệnh này là từ lúc nào chú? À, khoảng lúc này. Bị khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng nay hả? À mà là đi bán, tôi kêu đừng có đi bán để tôi đi bán. Dạ. Nó lén tôi lấy 20 tờ. Trời ơi. Nó lấy, nó lội, lội rồi. Cái nó sụm. Sụm luôn, là thấy chú một mình à. Cực khổ quá. Tính là gánh vác tiếp chú ha. Chia sẻ. Dạ. Chia sẻ cùng hai vợ chồng. Dạ. Rồi ngã xuống luôn. Ngã xuống rồi... chụp đâu kịp. Dạ. Tại nó lấy mình tới lấy mình lấy mấy chục tờ hả? Đang thở mệt rồi. Ừ. Nó rồi tới giờ là mình chưa có đưa đi bệnh viện coi như thế nào luôn hả? Không. Có lại lần này chích à. Bây giờ giống như chú không có điều kiện rồi cô bệnh như vậy rồi nằm đây chịu chặn luôn rồi chứ sao giờ? Bởi vậy. Cũng đưa nó lên xe vậy, mình đẩy có khi nhiều người cho vài chục. Dạ. Cũng đỡ chứ không biết nói gì. Dạ. Đó, cũng đẩy xe đi vậy đó, rồi người cho 50 ngàn, rồi mình vừa bán vé số chứ không phải mình đẩy nó đi mà đi không.
Dạ. Ừ. Như cô bác tới đâu thì cô bác thấy cô bác thương. À, nhiều người cho 5 ngàn có, 10 ngàn có khi người ta cho gạo nữa. Dạ. Cho gạo rồi mình có nấu ở đây không? Không có nấu được. Rồi cho gạo rồi sao? Rồi mình gửi. Bán lại ha. Không có bán, gửi người chị à, bên nấu kia nấu, nấu nhùm. Nấu dùm. À, nấu nhùm rồi mình lại lấy, mình mua đồ ăn đó. Dạ. Rồi kêu nấu nhùm cho. À, à. Hả? Chứ mình không có, đâu có gì nấu. Cô là cô có cử động được không chú? Sao nãy giờ con thấy cô là nằm im ru vậy? Nó không không đâu có được, đi khám đi bệnh viện mới được. Cái tay nè, cái tay bên đây là liệt hẳn luôn đó. Tay kia còn được á. Tay liệt luôn hả cô? Tay này là liệt rồi. Còn dạ. Tay này còn được. Còn ngoe ngoe được. Đó. Mình đâu đó nói đàng hoàng. Dạ. Ừ, chứ không có nói làm bài làm bạ. Cái này thì nó không được. Còn đứa, cái tay này nó còn được. Nó còn đục mặt tôi mà. Dạ. Tôi nuôi tôi. Ờ tôi nói cự nó đó. Nó đục bà. À, chú nói gì cho bà cô đục cho cô à, chú làm sai gì phải không? Cười. Cười à. Cười, cười không à. À, vợ chồng. Chú ơi, cho con hỏi thêm chú là cái người lúc nãy chú nói là cái người cháu của chú là ở bên Pháp đúng không? Em bao lâu rồi mình không liên lạc được với người em đó chú? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi ha. À. Người em đó có thể là chưa có biết. Chưa biết luôn. Chú, con mình nghĩ là có thể biết. Là người em sẽ chưa biết cô như thế này luôn. Đúng rồi. Có thể tụi con sẽ đăng cái video này lên, có thể người em sẽ xem nhìn được. Thấy được đó chú. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì là cái thứ nhất là chú á là nói là nhờ cái người cậu liên hệ giùm để mà gặp cái người em. Nhưng mà người cậu nói là không được. Không được. Chưa chắc là cậu có liên hệ hay không. Bởi vậy đã cậu đuổi đi rồi. Yeah. Ổng đuổi đi mà. Rồi biết đâu một cái cơ duyên á là khi anh em tụi con chia sẻ video này, biết đâu là người chị của cô sẽ coi được video của mấy anh em người con. Người em. Dạ. À, người em đó có biết mặt chú không? Biết. Dạ. Thôi thì anh em mình quay rõ mặt cô mặt chú xíu. Đúng rồi. Khi mà người em đó có thể là nhìn thấy được cái hình ảnh của anh chị ở đây rồi có thể là liên lạc về cho mấy anh em. Cô chú anh chị và con xem video của mấy anh em của Hậu Giang là chia sẻ lên cô chú anh chị thì biết đâu là người em sẽ tìm được là cô. Cũng như là tìm chú, nhìn chú là biết rồi hả chú ha. Chú tên đầy đủ là tên gì chú? Dạ. Thạch Quang. Dạ. Thạch Quang. Thạch Quang. Còn à, cô tên đầy đủ là gì? Nhí. Nhí à? Tên này đầy đủ tên họ luôn chú. Hả? Họ luôn. Chú hả? Không, chú, vợ chú. Vợ của chú ạ. À. Du A Dí. Du A Dí hả? À. Giống dạ. Tiếng người giống người Hoa. Ừ, đó. Đúng rồi. Nó người Tèo á. Người Hoa. Tên thường gọi của cô là gì cô? Thường thường nhà anh chị em mình gọi á. Tên là Hoa, Dí Hoa. Ừ. Rồi. Mình hỏi rõ cho có khi em cô xem được thì có thể là biết. Vậy là lúc trước là lúc mà còn ở cái ngôi nhà đó là cái người em của cô là vẫn liên lạc bình thường đúng không? Dạ. Mà từ cái ngày mà cô với chú mà bị đuổi ra rồi là không có còn liên lạc được tới người em nữa. Dạ đúng rồi. Là cái người cậu đó là cậu ruột của cô luôn hả? Không phải. Không gì cứu bà con. Bà con thôi. Bà con này. Bà con cái người cậu đó ở Cà Mau. Cà Mau. Tức là ngôi nhà đó là của cậu đó hay là của ai chú? Chú đứa em vợ. Con nhỏ bên Pháp á. Chính xác là ngôi nhà đó là giấy tờ đồ là của người em vợ hả? Dạ. Đúng, nó hậu khẩu đồ này kia là nó giữ hết. Dạ. Mà cái người cậu đó có quyền gì đâu mà đuổi cô chú ra.
bởi vậy. Rồi lúc đó mình có lên bên cơ quan mình nói chuyện hay mình hỏi thăm gì không chú? Hai người ta đuổi rồi mình bỏ đi luôn. Nó cho ông hai đầu mũ bán rồi, cũng như là nó muốn đuổi mình ra đi rồi. Rồi hai chồng thì cũng gói đi luôn. Cuốn gói đi luôn, đi kiếm trời nhà ơi. Mướt. Trời ơi. Nó không có gì. Nó người dưng á, chứ dạ. Đâu phải cậu ruột đâu. Dạ. Nó không phải cậu ruột. Có thể là cái người em của cô á là chưa có biết cô như thế này luôn á. Đúng rồi. Lúc mà cô còn ở nhà đó thì cô có bị nằm này không? Không. Vẫn là đi bình thường ha. Đi đổ bánh da lợn xôi dị đồ bán. Dạ. Nó rồi hai chồng đẩy xe đi. Dạ. Rồi nó không có gì hết. Rồi cái bữa đó sau nó đi rồi cái nó lấy giấy số tôi có 20 tờ à. Dạ. Nó lội đi bán cái mà đâu có hay đâu, nó sụm rồi người ta mới nói dạ. Dạ chú ơi, khi anh em con đến đây thấy hoàn cảnh của cô chú luôn, anh em tôi con rất là thương. Con cũng đại diện cô Hương gửi cho chú, cô với chú 1 triệu. Rồi nói thì cô muốn thèm ăn gì chú mua cho cô. Rồi cô coi nói nha, nói gửi lại thầm cô Hương. Dạ, dạ. Trước tiên là cô Hương gửi cho chú 1 triệu, còn thứ hai tụi con sẽ đăng cái clip này lên. Rồi rồi nếu mà cô chú nào mà có thương cho cô với chú á, sẽ gửi những cái phần yêu thương đó thì tụi con sẽ đến giao cho chú ha. Rồi chú có cho phép tụi con đăng cái video này lên không? Được. Dạ. Dạ. Không cũng có thay sao mặt hết. Gia đình cô chú cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Rồi tôi cũng cảm ơn cô Hương. Dạ. Thực sự khi đến đây thấy những hình ảnh này rất là xúc động của chú anh chị. Con vô đây, con bước vô đây đi con. Đây bé gái cho chú 20 ngàn, là vô trong đi con. Rồi. Vô trong cho chú thấy mặt coi. Kìa. Quay. Đây. Quay mặt coi. Cho 5 ngàn hả con? Rồi. Cảm ơn. Thương quá à. Rồi cảm ơn hai đứa con nhiều nha. Chú ơi. Có tiền này á, cô với chú thèm cái gì thì cứ mua, chú mua ăn rồi mua cho cô ăn ha. Biết rồi không, mà chú cái số tiền này cũng để chở vợ đi chích. Dạ. Đi khám bệnh đầu, chứ không phải ăn xài được. Dạ. Chứ mình bán giấy số hàng ngày cũng có, mà mình để số tiền này biết là để chích thuốc cho vợ con cho nó mạnh khỏe. Cố gắng lên nha cô. Chú cho con hỏi thêm câu này ha. Trước khi hỏi thì con xin lỗi chú trước nha. Rồi. Có khi nào á chú thấy cô như vậy á là chú bỏ cô chú đi không? Không. Dứt khoát. Hồi đó giờ. Bao giờ hả chú? Không. Dứt khoát. Dạ. Sống chết có nhau. Tốt. Thôi chú mình nói cái gì nói, mình không có cần thầy thuốc gì đâu chú. Dạ không có cần thầy thuốc nha chú. Mà làm đúng theo cái lương tâm của chú là được à. Dạ. Mà không có bỏ được. Dạ. Mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi. Dạ. Cỡ nào cỡ mình cũng không có bỏ. Dạ. Vợ chồng thì tình nghĩa hồi trước giờ rồi. Dạ. Đó. Đúng rồi. Cái lúc hoạn nạn thì đau ốm thì cần có nhau để mà săn sóc lẫn nhau. Đúng rồi, chia sẻ với nhau. Dạ. Chứ cô nằm như thế này là không có cử động được, mà ví dụ mà chú bỏ cô rồi sao đây? Bởi vậy mà không có bỏ được. Dạ. Chứ không là không bỏ được. Cô nghe chú nói vậy cô vui không cô? Dạ. Thương chú nhiều không? Ừ. Cố gắng lên nha cô. Cố gắng lên. Rồi hàng ngày là chú phải đẩy cô trên chiếc xe lăn để đi bán giấy số. Đúng rồi.
đẩy sáng đi đẩy lên để lên xe rồi hỏi có đói bụng không thì ghé mua cơm phần á rồi đút cho ăn rồi nghỉ mệt rồi bắt đầu mình đẩy tiếp nữa rồi mình bán. Dạ chú ơi, cũng trễ lắm rồi, thì cô chú cũng nghỉ đi, giờ này cũng gần 8 giờ tối rồi. Rồi cô chú nghỉ ngơi đi ha. Rồi. Dạ, rồi cố gắng lên nha cô. Rồi. Chú gắng lo cho cô nghe chú. Tụi con sẽ rất là mong cái người em của cô bên Pháp sẽ xem được sẽ liên hệ về đến tụi con, rồi lúc đó tụi con sẽ vào lên đây. Dạ. Dạ. Tại khi tụi con đăng tải video này lên á, nếu như có như cô bác có yêu thương chú với cô á thì có thể là gửi quà về rồi thì con sẽ tới nữa nha chú. Dạ. Dạ, rồi tụi con chúc cô chú có nhiều sức khỏe nha. Rồi. Chú cũng cảm ơn. Dạ dạ. Rồi, dạ cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ và luôn đồng hành cùng anh em chúng em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và con ở video tiếp theo ạ.